Bài hát này có tên là Bà Mẹ Quản Lý. Những anh chị ở thế hệ trước và những người thực sự yêu nhạc Trịnh Công Sơn chắc chắn sẽ biết bài hát này. Thế nhưng mà em nghĩ rằng là ở cái thế hệ em về sau này thì mọi người sẽ ít biết về bài hát này hơn. Trong cái bài nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cái đầu đề nhạc sĩ đã ghi rằng là viết tặng một người mẹ mà tôi đã gặp trong đoàn người đi từ Quảng Trị ra Huế mùa hè đỏ lửa năm 1972. Đây là câu chuyện thật khi mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi đến chợ Đông Ba và nhìn thấy hình ảnh một bà mẹ ngồi trước chợ Đông Ba và chỉ bán có một quả bí. Cảm thấy lạ với hình ảnh này, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đến và hỏi rằng: "Mẹ ơi, quả bí này bao nhiêu mà tại sao mẹ bán chỉ có một quả?" Thì bà cụ lúc này mới kể rằng khi mà bom đạn nổ ra thì tất cả các gia sản trong nhà của mẹ lúc đó chỉ còn lại một quả bí này thôi. Vào một cái buổi sáng mà phải chia dân thì bà đã cắt quả bí và cõng trên vai một đứa bé đi bộ 120 cây số từ Quảng Trị ra Huế. Và bà cụ mới nói với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rằng quả bí phải được bán, bởi vì chỉ có bán được cái quả bí này thì bà cụ mới có tiền để nuôi những đứa con. Và điểm đặc biệt trong cái lời bài hát á là có chẵn 120 từ. Cái lời hát rất là đơn giản. Bài hát này Dung đã từng hát cách đây khoảng 12, 13 năm rồi. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Bà Mẹ Ô Lý. Chờ xa mẹ nhớ mãi.
Mẹ ôm trái đi, mắt còn ngậm.